Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món ốc luộc đúng vị các bạn nhé. Và cái ốc luộc này quan trọng nhất đó chính là cái phần nước chấm của chúng ta. Để ăn ốc ngon thì cái phần nước chấm của chúng ta là một cái không thể thiếu được các bạn ạ. Và ốc này sau khi mà mình mua về thì mình đã sơ chế qua rồi. Có nghĩa là các bạn muốn cái ốc này của chúng ta nó sạch thì các bạn hãy ngâm trong nước vo gạo hoặc là ngâm với nước muối loãng, các bạn cho 1-2 lát ớt vào. Thì là con ốc của chúng ta nó sẽ nhả hết cái phần nầm hay còn gọi là cái phần đất ở trong miệng của nó ra. Và khi mà chúng ta luộc thì nó sẽ hết được các cái đó thì ăn nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chút nước nhé. Sau đó thì mình sẽ đi luộc ốc, nhưng mà để luộc ốc được thơm ngon thì các bạn hãy thái cho mình cái phần thân xả này. Và mình sẽ lấy cái phần thân này mình mang đi luộc cùng với một hoặc là hai cái lá chanh các bạn nhé. Các bạn sẽ bóc qua cái phần vỏ đi, chúng ta lấy cái phần sạch thôi. Sau đó thì các bạn sẽ rửa cái phần lá xả cộng với lá chanh này. Được chưa? Các bạn sẽ sử dụng hai cái lá chanh nhé. Các cái lá xả này thì các bạn sẽ tách nó ra. Sau khi mà các bạn đã rửa sạch rồi thì các bạn sẽ tách nó ra như thế này, thành những cái sợi dài ấy để mình luộc để nó ngấm hết vào cái phần ốc của chúng ta, thì ốc của chúng ta nó sẽ không bị tanh. Và khi mà các bạn ngâm ốc nửa ngày ấy, thì các bạn nên cho cái ớt, một quả ớt này, và các bạn thái lát thật là mỏng ra để cho nó cay thì cái phần con ốc của chúng ta nó sẽ nhả hết nầm. Rồi bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình một nồi nước nhé, để mình cho ốc vào mình luộc. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món làm cái gia vị này nha các bạn nha. Các bạn chuẩn bị cho mình một chút nước thế này nhé, và các bạn sẽ cho ốc vào. Chúng ta cho cái phần sả này vào, và các bạn hãy thêm cho mình một chút muối trắng nhé, vài hạt thôi, tại vì chỗ này mình luộc khoảng ít đấy các bạn, và hai cái lá chanh. Bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên nhé, để cho cái phần muối của chúng ta nó tan các bạn ạ. Sau đó thì các bạn sẽ đậy vung để chúng ta luộc ốc nhé. Ốc này nó rất là nhanh chín và nó chín hơi chủ yếu như này, các bạn chỉ cho một chút nước thôi nha. Bây giờ thì mình sẽ bật bếp. Trong khi chờ ốc chín thì mình sẽ đi làm cái phần nước mắm chấm các bạn nhé. Chúng ta sẽ lấy cái phần củ của sả nhé. Thôi thôi bỏ sạch. Chúng ta chỉ dùng cái phần củ này thôi. Các bạn bỏ hết cái phần vỏ ngoài đi, chúng ta chỉ lấy cái phần trong thôi. Và sả và gừng này thì các bạn sẽ xay nhỏ ra giúp mình. Còn nếu không các bạn thái, nhưng mà thái thì nó sẽ không được ngon bằng chúng ta xay các bạn nhé. Mình sẽ để riêng ở đây. Gừng thì các bạn là bạn sử dụng một củ gừng hoặc là 1/2 củ gừng như mình thôi. Nếu như các bạn muốn nước chấm của chúng ta nó đậm vị một chút thì chúng ta sử dụng nhiều gừng và sả thì ăn nó sẽ rất là ngon các bạn. Và các bạn sử dụng 1 đến 2 nhánh tỏi nhé. Nước mắm chấm ốc thì chúng ta nên sử dụng cái nước mắm chấm ốc nó chua ngọt ấy, thì ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và chúng ta chỉ sử dụng 1/4 quả chanh này thôi. Bây giờ mình sẽ rửa qua cái phần sả và gừng nhé. Sau đó thì mình sẽ đi xay các nguyên liệu này lại với nhau các bạn ạ. Sau khi cái nồi ốc của chúng ta nó sủi như thế này rồi,
Chỗ này mình đã sủi được 2 phút rồi các bạn ạ. Thì các bạn sẽ mở vung nhé. Và các bạn sẽ đảo qua để cái phần 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 vỏ ở trên đầu của nó sẽ bung ra ngoài. Và các bạn sẽ tắt bếp nhé, bởi vì ốc của chúng ta đã chín rồi đấy các bạn. Ốc nó rất là nhanh chín, khi mà sủi rồi thì các bạn chỉ cần đun từ 1 đến 2 phút thôi. Và đây mình đã đun 2 phút để cho cái phần ốc của mình nó chín kỹ. Bây giờ các bạn sẽ vớt ra và để vào một cái đĩa nhé. Đây, và ốc sau khi chúng ta luộc xong thì các bạn thấy này, nó bay được cái phần vỏ ở cái phần miệng ốc ấy, ở phía trên lên, là như thế này là ốc của chúng ta đã chín rồi các bạn nhé. Và khi mà chúng ta mua ốc thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại ốc đá như thế này thì ăn nó sẽ rất là ngon, và nó cái phần thịt của nó ngọt các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ để ốc ở bên cạnh và mình sẽ đi làm nước chấm nhé. Bây giờ cái phần gừng của chúng ta thì các bạn sẽ thái nhỏ ra để cho khi mà xay thì các bạn sẽ xay được nhuyễn hơn, và chúng ta sẽ xay tất cả các nguyên liệu này lại nó với nhau. Nếu như các bạn băm cũng được, băm và đập dập sau đó chúng ta băm thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không được nhuyễn, và cái phần sả này nó phải nhuyễn thì ăn chấm nó mới ngon các bạn ạ. Và chúng ta sẽ xay nhuyễn tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Riêng thì có chanh thì chúng ta sẽ để pha với nước mắm các bạn nhé. Nước mắm này là nước mắm chua ngọt. Càng nhiều sả thì cái nước chấm của chúng ta nó cay cay thì nó sẽ hạn chế được cái mùi tanh rất là nhiều. Này thì mình cũng thái nhỏ ra như thế này để khi xay thì chúng ta xay nó sẽ dễ hơn các bạn ạ. Rồi. Các bạn sẽ cho thêm mình một chén nước như thế này để cho dễ xay các bạn ạ. Bởi vì đây đều là các cái loại củ quả khô ấy. Nếu như mình xay không thì nó sẽ rất là khó. Mình sẽ cho vào máy xay để mình xay đều lên các bạn nhé. Mình xay các nguyên liệu này nó càng nhuyễn thì khi mà mình cho vào cái phần nước chấm ấy thì sẽ càng ngon. Khi nào mà cái phần gừng, sả, tỏi và ớt của chúng ta nó nhuyễn ra là được các bạn ạ. Sau khi các bạn đã xay cái phần gừng, sả và tỏi, ớt của chúng ta nó nhuyễn ra như thế này thì các bạn sẽ bỏ sang một góc nhé. Mình sẽ bỏ sang một góc như thế này và mình sẽ đi pha cái phần nước chấm. Và khi nào mình ăn thì mình cho cái phần sả và gừng tỏi ớt này vào thôi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ pha nước mắm các bạn nhé. Nước mắm này thì các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng nước mắm. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một chút nước rồi thì các bạn sẽ cho vào đây. Làm sao để lượng nước của chúng ta nó hơn cái lượng mắm thì vị nó sẽ không bị mặn các bạn ạ. Bởi vì khi mà chúng ta luộc thì các bạn đã cho cả muối rồi, và bây giờ các bạn cho mình 1/2 muỗng đường này vào nhé. Sau đó thì các bạn sẽ khuấy đều lên. Cái phần chanh này các bạn cũng có thể thay bằng quả ớt hay còn gọi là quả tắc ấy các bạn. Thì các bạn có thể vắt vào hoặc là không. Nhưng ở đây thì mình muốn nó chua ngọt cho nên là mình
vị chua ngọt đấy, cho nên là mình sẽ vắt cái phần chanh này vào, nước cốt chanh này vào. Nhưng mình chỉ sử dụng 1 phần tư của quả thôi các bạn ạ. Sau khi mà đường của chúng ta đã tan hết thì các bạn sẽ cho cái phần sả này vào. Đấy, sau đó các bạn sẽ muối đều lên. Nếu như các bạn muốn ăn nhiều sả thì các bạn sẽ cho nhiều cái phần sả này vào nhé. Sả ớt gừng này nó sẽ tạo cho chúng ta cái vị cay cay và ngon ngon thơm thơm. Rồi và đây là mình đã hoàn thành xong cái món ốc luộc và cách pha nước chấm làm sao để đơn giản nhất và hợp vị nhất khi mà chúng ta ăn cùng với ốc. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công cái món ốc luộc và pha nước chấm đấy nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip mới nhất của Handmade VN nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.